Rồi em xin chào quý khách của em đã trở lại kênh Mát Cắt Cỏ của cửa hàng Thành Hợp ha. Địa chỉ là ở xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ nha. Rồi hôm nay em có lên lô máy cho mình, lô chữ T 16 cây nha em anh. Đó, 16 cây. Và giá dao động 1 triệu 2 một cây trở lên nha. 1 triệu 2, 1 triệu 4, 1 triệu gửi, 1 triệu gửi 50, dao động cho đến 2 triệu, 2 triệu 1, 2 triệu rưỡi ha. Và cuối cùng là 4 triệu 4 nha, 4 triệu 8 nha em anh. Đó. Má em đem lên cực kỳ đều và cực kỳ đẹp ha. Hôm nay em có lên là Mitsu TL 43. 40 ly, 40 ly, công suất là 43cc, nồng 40 ly và giá là 4 triệu 8 ha. Xenon Komitsu G2K bình xăng trên. À, 2 cây Kyogit 315. Cực kỳ đẹp ha, đẹp như đập thùng luôn. Rồi một hôm sẽ review hai cây này cho em anh coi kỹ. Và tiếp tục lên một cây Honda GX22. Hôm qua em có lên một cây đẹp cực kỳ như thế này và không đủ chốt. Hôm nay tiếp tục lên cây nữa nha. Anh tranh thủ chốt nha em anh. Quá đẹp. Kyogit 261 có chịu lực chế 2 kim. Maru Yanma tung gời ha, đẹp như đập thùng luôn. Cái này chạy bao khỏe nha. Rapid ga bóp. Đây cái này cũng đẹp như đập thùng, hôm bữa lên cây cũng không đủ luôn nè. Đó. Siêu siêu đẹp chưa? Rồi, Echo 220, hàng siêu tầm. Ga bóp zin. Maru Yanma, Yanma. Hai cây, một cây tum gời, một cây tum liền ha. Tum gời tum liền. Green Kirit. Trợ lực tum nhôm. Gobin N253 đầu chùa ha. Hai cây này là Nativo hết. 26cc 34 ly nha. Và cuối cùng là Kawasaki, máy nhỏ xài cho gia đình nha mấy anh. Đó ha, máy to mà trợ lực xịn sò luôn mấy anh. Coi cái kênh mà thấy kênh em uy tín chất lượng, mấy anh cho em một nút like kèm một nút đăng ký kênh. Khi mà mấy anh đăng ký kênh không em like, nó sẽ nổi lên cái trang cá nhân bên Zalo của mình, thì mình coi mình đón mình mua máy thì nó rất là dễ dàng nha mấy anh. Nhớ ha, đừng quên đăng ký kênh nha. Và hôm nay em đây là lô chữ T nha mấy anh. Đó. Rồi mấy anh chốt đơn thì liên hệ giùm em số điện thoại là 0913136620. Số này có Zalo và Zalo là Mai Thị Thanh Chị ha. Đó mấy anh nào muốn xem máy lại mấy anh kết bạn Zalo. Còn mấy anh điện mà trùng cuộc gọi mấy anh điện số trên giùm em 0858256356 nha. Rồi bên em thì nhận ship hàng toàn quốc, miền Nam, miền Trung, miền Bắc thì em ship hết nha mấy anh, đặc biệt gọi là ship khắp cả nước nha. Được xem hàng nổ máy trước khi nhận ha. Đặc biệt em không có lấy cọc nha. Mấy anh kiểm tra hàng rồi nổ máy rồi mình nhận hàng thanh toán tiền cho shipper và kèm theo 6 món phụ tùng. Nó có một sợi dây đeo nè, một cái trắng cỏ nè, một cái tiếp mở bugi đầu dao nè, cái này thì mở bugi, cái này mở đầu dao, một cái lục giác 4 nè, một cái đĩa dài nè, một cái ổ phát cước nè ha. Phát cước này là 4 chấu luôn nha mấy anh, trong đây có dây cước luôn ha. Rồi phụ tùng 6 món là như thế này đó. Cái nào không có trắng cỏ zin thì em bổ sung trắng cỏ mới nha. Rồi mấy anh nào mà không lấy đĩa dài hoặc ổ cước thì em sẽ bổ sung một cái đĩa tròn. Và đĩa tròn theo máy đi tròn của Nhật thì nó sẽ bị xét nha mấy anh, chứ không phải đĩa mới ha. Còn mấy anh mua thêm đĩa tròn thì mấy anh phải thêm vài chục ngàn giùm em ha. Đó, em có nói rất là rõ về phụ tùng. Rồi cái này là nhớt hai thì, bên em có bán nha mấy anh. Bình này 1 lít 100 ngàn. Đó mấy anh mua theo máy thì em bao ship, mấy anh mua lẻ thì phí 30k. Và tỷ lệ xăng pha duy nhất là 1 lít xăng mấy anh pha giùm em 40 hoặc 50cc nhớt hai thì. Cái bình nhớt của em nó có cái bình nhỏ bên hông cho mình lượng nha mấy anh. Ví dụ mấy anh mua nhớt của em xài đi, sau này nó hết mấy anh mua nhớt ở địa phương, mấy anh lấy cái bình nhỏ này mấy anh lượng cũng rất là tiện cho mình luôn ha. Đó là dành cho những anh nào mà xài máy không chuyên nghiệp, nhớ là nhớt hai thì giùm em nha mấy anh. Mình pha cho nó chuẩn thì xài máy bao bền ha. Mua hàng trên mạng cho em hướng dẫn rất là kỹ luôn. Đó, vô nè mấy đứa ơi. Cây T1 đầu tiên Kawasaki nha. Kawasaki này còn gọi tắt là TG20 nha mấy anh ha. Bình xăng lớn zin, bình xăng con cũng zin, lốc dập da ban nha. Ồ em xin lỗi, chế dập da ban nha, lốc và trắng phếu. Ok, chế dập da ban, chế này chạy rất khỏe nha. Tum gời tum nhôm hả mấy anh, tắt nè, mở nè. Đó, T1 30 ly 1 triệu 2 ha. Đầu bò zin thì cái này á, là mấy anh chốt máy, mấy anh muốn nhu cầu lên hai tay cầm thì em lên cho mình hai tay cầm ha, tại bên em là không kịp nha mấy anh. Đó, tem này tem nhôm, tem này sẽ vừa cho thằng Mitsu TL, Maru Yanma, Kawasaki loại lớn.
Đó, mấy hàng tôm nhôm này vừa hết cho mình cái tôm cực kỳ là đẹp đó, tôm nhôm tôm gầy luôn mà chỉ có 1,2 triệu cho tay một thôi. Em sang tay 2, tay 3. Tay 2, tay 2, tay 3 là dòng máy Nativo hết nha. Giật này nè. Máy nổ nghe rất là đã luôn, cái máy nổ rất là giòn đó. Hai cây này đều 26cc hết ha, công suất là 26cc, nồng 34 ly, chụp giật trợ lực nghe mấy anh, trợ lực này trợ lực lò xo ha, giật siêu nhẹ luôn. Rồi, áo còn tem là áo quá đẹp đó, bình xăng lớn zin, chế thì chế zin luôn, one bro chế này hai kim nghe mấy anh, hai kim chỉnh luôn, bình xăng zin có nó trắng tư luôn, có cái đế bằng nhựa. Bình xăng lớn hai cái đế này rất là dày luôn đó, tung liền tung nhựa ha, 1,4 triệu nha. Hai tay cầm ra nè, hai gạt lên gạt xuống, mở nè, tắt nè đó, trắng gõ zin, đầu bò zin, lắp zin luôn ha. Quá đẹp. T2 1,4 triệu nha đó, mấy anh coi chọn cây nào thì chọn hai cây luôn cũng được. Rồi T3 ha, 26cc 34 ly, thằng này cũng có trợ lực, chế cũng hai kim ha, one bro luôn, bình xăng lớn zin nè, có cái đế bao giờ bình xăng lớn luôn nữa nè đó, nè tem là còn luôn ha, tôm liền tôm nhựa nha. À, T3 à, nói chung nó giống cây kia chứ nó khác, chừng cái lắp này hình như cái màu nó hơi xám xám, thằng kia thì màu đen đó. Hai tay cầm luôn cũng tắt nè, mở nè, gạt lên nhặt xuống nè, trắng cỏ zin, đầu bò zin theo máy rồi luôn ha mấy anh đó. 1,4 triệu bao ship tới nhà 6 món đi kèm. Rồi em sang T4. T4 là Govin này 253 nghe mấy anh ha, hôm bữa em làm một cái này chốt không kịp thở nè, hôm nay anh nào chốt vượt mình chốt lại nha. Xịn sò Govin 253, công suất 25cc, nồng 33 ly, cái cổ nè, cổ bình xăng quay lên gì đổ xăng rất là dễ dàng ha, cái bình xăng con là one bro ra ngang nha đó, tum liền tum nhôm nghe mấy, công tắc zin, có cái đế nè ha, cái đế chân trống luôn. Mấy anh để ý cái máy này đi, cái áo nó rất là dày dặn, thì thường thường là sao, cái gì nó cũng là song song và theo chiều phải không anh, như là tỷ lệ thuận đó, thì cái lóc máy và cái nồng nó rất là dày dặn nè. Mấy anh nào mà kiếm máy mà không chú trọng giải bên ngoài nó xấu này kia ha, nói chung nó xấu là do tại cái kiểu nó như vậy thôi, thì mấy anh chốt cái này đi, về đập cước phát cỏ cứng gì đó ha, gốc gạ vậy là em bao xài cho mấy anh hết, xài bao ổn định, bao khỏe, bao bền luôn nha ha. Cái áo máy nó tỷ lệ thuận với lốc máy đó, rất là dày dặn, em chỉ nói vậy thôi là mấy anh hiểu ha. Nghe máy nổ không biết, nó rất là mượt mà, chỉ có 1 chữ gửi thôi, nhớ giùm em số thứ tự T4 ha. Hai tay cầm ra bóp zin luôn đó, đầu bò zin, đầu bò có chén chống mòn đỏ luôn ha, quá đã. Chạy cái này chạy rất là khỏe, anh nhìn nhí gì mà nó lóc máy sáng hới luôn, quá đã. Rồi T4 1,5 triệu ha. Rồi T5 Kirit, Green Kirit ha. Green này là xanh, xanh nghĩa là sạch nha, là cái tượng trưng cho cái dòng này nó tiết kiệm xăng nha mấy anh ha. Và cái nữa là thằng này nó có trợ lực ha, trợ lực này gọi là trợ lực chả nha mấy anh, kéo nhẹ ra mấy anh buông về là tự nhẹ nổ ha, máy quá đẹp. Và cái chế này là chế zin theo máy nha mấy anh, mà khi mà mình khởi động thì mấy anh kéo cái le lên giùm em, Dương ơi Dương qua kéo giùm, bây Dương cầm cái điện thoại không kéo được đó, kéo cái le như vậy là đóng le ha, giật 2-3 phát nổ không nổ gì mình cũng hạ cái le xuống, ví dụ nổ thì thao lên ga cho nó chạy nha. Cái le là cái này ha, đặng chi nó hút xăng nó ngại nổ thôi. Bình xăng lớn dịch, có cái đế bằng nhôm bảo vệ bình xăng lớn. Tum thì tum liền, tum nhôm hay rất là dày dặn, ốc 7 màu luôn. T5 34 ly, 1,5 triệu 50 ngàn ha mấy anh. Hai tay cầm cũng ra bóp zin nữa nè. Đó, anh thích ra bóp chốt nha. Bật xuống là tắt, bật lên là mở giùm em ha mấy anh. Đầu bò zin. Lát rồi zin hết luôn. Đó. Cái máy này nhìn nó rất là chắc chắn luôn nha, made in Japan này mấy anh thấy không,
gọn luôn ha, gọn gàng luôn, vừa trợ lực có cái đế, bây giờ sân lớn như đó là đủ an toàn, thêm cái ga bóp nữa ha, công tắc trên ghi đông luôn. T5 1.550.000. Em sang T6. T6 là Maru Yanma ha. T6 T7 thì hết đi. T7 chưa? Được luôn 2 cây. Hai này đều là Maru hết. À, anh nào mà muốn xài máy mà nó vừa gọn nhẹ vừa tiết kiệm xăng ha, mà đặc biệt dễ xài, nghĩa là tay ngang mà mình xài máy cắt cỏ đó mình không gành và cách khởi động máy, thì em anh chọn hệ Maru này giùm em ha. Và đặc biệt phụ tùng đa dạng, giải thay thế ở đâu cũng có ha. Maru Yanma 231 ha, đời cao nè. Máy này rất là đẹp nha, còn rất là đẹp, màu này rất là sạch, chế thì chế zin quanh mà rồi ra ngang ha, tum liền tum nhựa nghe em anh. Ốc sắt hết công tắc, hai tay cầm ha, ra trên tay cầm luôn, trắng cỏ zin, đầu bò zin, đầu bò có chén chống mòn đầu ốc ha. T6 32 ly, 1.600.000, 1.600.000 bao ship phụ tùng đầy đủ thì cũng dễ xài ha. Đó cái này á, già đây, cái này lóc nó sẽ có dập mắt in Japan, nó sẽ nằm ở trong cái ron, cái miếng ron này ha. Đó cái ron này theo máy mà anh nhìn nó dày dặn hết sức không. Rồi T6 1.600.000 ha. Em sang T7, tên thằng này thì nó có chụp giật, nó có trợ lực nha, trợ lực này trợ lực lò xo ống nha em anh, giật rất nhẹ, nghĩa là mình kéo qua nửa tua là nó nhẹ nổ rồi. Bình xăng lớn zin, bình xăng con zin, quanh bà rồ ra ngang ha, ốc vàng, tum thì tum nhôm, tum gời nha, công tắc zin. T7 32 ly của 1.600.000 nha em anh. Và đặc biệt cái tum này thì mình tháo ra mình đấu mà xịt thuốc á, mà hay tháo đầu máy này đấu xịt thuốc được luôn. Hai tay cầm ra giữ ha. Trắng cỏ zin, đầu vào zin theo máy nha. Đó. Thằng này thì lóc cũng có dập chữ mắt in Japan cho mình luôn nha mấy anh ha, nó sẽ dập ở dưới cái lóc máy chỗ này đó. Rồi mấy anh chốt này nhớ giùm em T7 1.600.000 luôn nha ha, hai cây, cây tung gầy, cây tung liền. Rồi Echo, Echo đẹp như đập thùng nè, giật đi lại lên, tập trung vô bay. Chưa? Trước khi khởi động máy thì mình nhớ đóng cái le lên giùm em ha. Rồi mở le thì giật nó nhảy nổ thôi. Chế zin, ốc trắng tư luôn ha. Bình xăng lớn zin này mấy anh ơi, nó trắng đẹp hết sức đẹp rồi. Đó, anh nhớ giùm em. Máy quá đẹp. Sau lưng cũng mê ly luôn. Đó. Xịn sò chưa? Màu cam ha. Ốc zin theo máy nha. 22cc, 32 ly ha, phát cỏ gia đình nha. Cỏ gia đình mà ví dụ như mấy anh phát cước thì cỏ nhỏ, còn mấy anh muốn phát cỏ to như ngón giò cái thì mấy anh lấy phát lưỡi giùm em nha. T8 32 ly 1.600.000 nha anh. À, ga bóp zin. Công tắc trên ghi đông, bật xuống là tắt, bật lên là mở ha. Trắng cỏ zin là vò zin, hai tay cầm nha anh. Cái này thiếu ốc rồi, chừng nào em chưa đi em sẽ bổ sung cho mình nha. Rồi. Rồi à, T8 1.600.000. Em sang T9. Gapbit NB2670 ha. Made in Japan này mấy anh thấy không? Hồi áo máy nó đẹp mấy anh ơi, xuất sắc luôn. Chế hai kim ra ngang quanh và rồi ha, bình xăng lớn zin. Bình xăng lớn zin mà trắng sáng đẹp vậy đó mấy anh. Này có cái đế âm bình xăng lớn luôn nha mấy anh.
lốc máy dập chữ mắt in Japan rồi mắt in Japan vừa tiếng Pháp mà vừa tiếng Anh luôn ha. Đó mấy anh cứ kiểm tra thoải mái nha, tâm liền tâm nhôm nghe mấy anh, gáp bít ha. Rồi cái có cái ốp lưng bằng xốp ghi chữ ráp bít luôn, T9 35 ly 2 triệu ha. Ga bóp zin, công tắc trên ghi đông, hai tay cầm trắng cỏ zin, đầu bò zin, đầu bò có chén chống quắn cỏ luôn nha ha. Máy này hầu như là em thấy là tất cả những cái ưu điểm của máy khác thì nó có hết luôn nha em. Chế hai kim mình son lớn zin rồi tum nhôm rồi ga bóp rồi chán chống quắn cỏ, lắp cực kỳ đẹp, chỉ có 2 triệu thôi anh nhớ em. T9 TM Magu Yanma. Giật cái nữa ơi. Maru Yanma 26cc nồng 34 ly nha mấy anh. Cái này quá đẹp. Cái xác gì là lóc cực kỳ dày ha ha, bình sơn lớn zin. Nó màu vàng quá đẹp. Anh nào mà chơi phong thủy rồi đó ha, thích hợp màu rồi đó, anh chốt cái này nha. Chế zin của anh bà rồ ra ngang. Lóc dập mắt in Japan. Gì dữ à? Tum nhôm tum gầy ha. Về đấu xịt thuốc xịn sò luôn nha. Công tắc zin. Một tay cầm, đầu bò zin. Cái bát ga trên đây. Ví dụ như mấy anh chốt cái này mà mấy anh cảm thấy một tay cầm nó không phù hợp, mấy anh nói em lên hai tay cầm cho mình nha. Mà nếu mà anh nào cảm thấy tiện lợi gọn nhẹ thì mấy anh thích một tay cầm thì để gì đi dễ xài nha, tại phiên bản zin nó vậy rồi. TM 34 ly 2 triệu mốt nha. Cái này quá đẹp. Rồi T11 Kyogit 260, tự nhiên tao thấy quê quá mày. À, kêu vít này là kêu vít 260 nha mấy anh ha, là kêu vít này đã đủ tiêu chuẩn để mình đập cước nha, phát lưỡi rồi ngon lành, chụp giật trợ lực ha, trợ lực này trợ lực chả nha ha, nhẹ nhàng siêu giật nhẹ nổ, bình xăng lớn zin, bình xăng con hai kim, chế zin của anh Pro luôn nha. Tum nhôm tum liền ha mấy anh. Đó, có chân chống nè. Đó. T11 34 ly 2 triệu mốt ha. Hai tay cầm ga giữ nha, công tắc trên ghi đông. Mấy anh bật xuống là tắt, bật lên là mở nha mấy anh. Trắng cỏ zin, đầu bò zin. Cái đầu bò có chén chống mòn đầu ốc luôn nha ha. Hệ kêu vít này là về em bao cho mình xài nha mấy anh ha. Thứ nhất là nhẹ giật, cái thứ hai là tiết kiệm xăng và thứ ba là chạy rất là bốc. Mấy anh chạy nước đầu sao mấy anh nước sao mấy anh chạy gan vậy đó ha. Cực kỳ là bền. Rồi mấy anh chốt này nhớ cho em T11. Rồi em sang T12 Honda GX22 xăng riêng nhất riêng. Trời ẩu rồi đó. Ẩu rồi đó. Để chế độ tắt sao chạy mấy anh. Quá nhẹ nhàng, nhẹ giật mà tiếng nổ của nó nghe cũng nhẹ nhàng nữa mấy anh ha. Mấy anh nào không thích ồ màu đế cây bốn thì này giùm em xăng riêng nhớt riêng nha ha, nhớt bên đây nghe mấy anh, bình xăng lớn riêng mà nó đẹp vậy đó. Đó cái này hình thức còn rất đẹp ha, máy in Japan luôn. Cái này gọi là GX22, bình xăng con riêng theo máy nha, tum nhôm tum liền giùm em, cái tum nó rất là dày mà ốc nó nè quá đẹp. Honda ha. Rồi cây này là T12 34 ly 2,2 triệu nha mấy anh. Tem tuốt rồi nó còn à. Không phải nói em ở đây em bán máy mà em còn nhầm, không lẽ cây này nó giống gan cây hôm qua mà cây hôm qua em cho đi rồi nha mấy anh. Cái cùm mà cái ốc đẹp kìa. Ga bóp công tắc trên ghi đông luôn. Bật xuống là tắt, bật lên, bật xuống là mở, bật lên là tắt nha. Có stop là bật lên nha. Trắng cỏ zin, đầu bò zin, lắp zin hết luôn nè. Cái tem lắp nó còn luôn nè mấy anh thấy không? Quá đẹp. Quá đã cho cây máy này luôn. Quá lắp quá sáng. Rồi. 2,2 triệu cho T12. Rồi giật T13, T14 luôn. Giật luôn Dương.
Rồi, T13, T14, cái cây này lúc nãy là do sơ sức quên đổ xăng á nha. Đó, nó cũng chụp chặt, anh thông cảm nha. Để cũng chảy giờ á. Nói chung hàng cho đi em chuẩn bị kỹ rồi, mình mới cho đi mấy anh an tâm. Rồi xem review hai cây này. T13 là cái bình xăng lớn là zin ha, cực kỳ đẹp luôn, có trợ lực nha mấy anh. Thằng này là công suất 31cc, nòng 36 ly. Máy to, sắt lớn ha, mà có trợ lực thì rất là nhẹ. Đó, bình xăng nó tông ga, đóng le nè, mở le, tôm nhôm tôm liền ha, máy này rất là đẹp luôn. Không, máy to mà như vậy là hàng xài cực kỳ là kỹ luôn nha mấy anh. Đó, có chân trống nữa nè ha. T13 36 ly 2,5 triệu nha. Hai tay cầm ga giữ, công tắc trên ghi đông, mấy anh bật xuống là tắt, bật lên là mở giùm em. Trắng cỏ zin, đầu bò zin theo máy ha, lắp zin ngon lành hết, quá đẹp. T13 rồi em sang T14. T14 này là chụp giật cũng có trợ lực nha mấy anh ha, trợ lực này trợ lực chả nha, giống như này ha. Rồi chế thì cũng chế zin, cái tông ga ha, áo máy rất là đẹp. Thằng này thì áo nó giống như là màu đỏ đỏ thẫm, thằng này đỏ tươi vậy đó ha. Chứ thật sự là áo người ta còn rất là đẹp nha. Và cái bình xăng lớn nó zin ở chỗ là nó sẽ có hai cái loại, một bên là bình nhớt, một bên là bình xăng. Có nghĩa là mình xài là vẫn xài nhớt hai thì nha mấy anh ha. Mấy anh hôm nào mà mình cho mượn mà người ta quên thì mấy anh kêu người ta đổ nhớt bên đây xài, đổ xăng bên đây xài, nó sẽ chế độ nó tự pha. Còn mà mấy anh hôm nào mà mình vui vui mình muốn pha thì xăng với nhớt mình pha chung mình xài ha. Hôm bữa em có bán cây khách chốt, hôm nay em dạng cây nữa thì mấy anh cứ như em nói đó. Bên đây nhớt riêng, bên đây xăng riêng ha. Là muốn xài theo kiểu đó thì tự pha, còn không thì máy nó sẽ tự pha. Còn không mình pha xăng với nhớt mình đổ ở đây xài cũng được luôn. Đó, bên đây là em đổ xăng với nhớt pha chung đó mấy anh, chạy vẫn ngon lành. Riêng cái máy này thì cấu trúc của nó là có cái đế bằng nhôm ha. Cái đế bằng nhôm ôm nguyên cái bình xăng lớn, bảo vệ bình xăng lớn nha. Đó. Rồi, tôm thì tôm nhôm, tôm liền luôn hả anh, 315 luôn. Cũng 2,5 triệu nha. Máy to mà có trợ lực rất là ngon, 36 ly ha, T14 giùm em. Hai tay cầm ga giữ, công tắc trên ghi đông, đầu bò ghen. Và em ví dụ nha, ví dụ như sau này bình xăng này nó có bể đi thì mình lấy bình xăng thứ như vậy, bình xăng mới mình đắp qua như vậy vẫn xài được bình thường ha. Mấy anh an tâm vấn đề đó nha. Rồi, sang T15 G2K. G2K dòng máy của bà con với Xenon Komitsu, chạy siêu khỏe nha. Bình xăng lớn zin ha, bình xăng con zin, chạy chế quả ga hay gọi là chế nổi đó, đóng le nè, mở le nè. Mấy anh nào mà kiếm máy mà phát cỏ số lượng nhiều, cỏ dày, cỏ cứng, cỏ keo gì đó, hay gốc gạ, mấy anh lấy máy này dùm em. Phát cỏ thuê cỏ mướn là những cái này đi chạy bao khỏe em anh. Anh nhìn cá bô mà đổ rất là dày luôn nè. Nói chi là cái gì, tôm nhôm tôm gời ha, công tắc nè, có chân trống, lắp nó có chữ Xenon luôn, lắp này lắp xay nha ha, lắp xay 26cc 34 ly, đầu bò zin đó. Cái này máng qua đeo cầm cũng được. Rồi em báo giá T15 34 ly 2,2 triệu. Cuối cùng là cây T16 Mitsu tên là 43 nha. Mitsubishi tên là 43 ha. Bình xăng lớn là bình xăng mới nha. Lốc dập chữ Made in Japan. Cái này thì em lên chế của nó là chế hai kim, chế zin theo máy, chế quanh bà rồn nha mấy anh. Tôm nhôm tôm gời ha. Đó, có chân trống luôn đó nè.
Cái này là 4,8 triệu nha em. Trời em ơi, hai tay cầm công tắc trên ghi đông, bật xuống là tắt, bật lên là mở nè. Ga hai chế độ nè ha, ga bóp nè, ga giữ nè. Đầu bò ghim theo máy em anh, đầu bò nhìn nó cũng ngon lành thịt cộm ha. Rồi ống lắp là ống lắp 28 nha, và báo giá là 4,8 triệu nha em anh. Rồi mấy anh chốt cái này thì nhớ giùm em số tự là T16. Chào và hẹn lại, gặp lại mấy anh nha, tạm biệt.